Kính thưa quý vị, cứ đến ngày 2 tháng 1 hàng năm là ngày tưởng niệm Bậc Minh Sư, người thầy tôn kính của mình nhập diệt, sẽ được tổ chức trọng thể. Nhưng những người con Phật giáo Nguyên Thủy Chân Như ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài vẫn không khỏi bồi hồi xúc động, háo hức, mong chờ. Giờ đây, họ đã trưởng thành, tự mình thắp đuốc mà đi, với một lòng tin son sắt. Chân pháp của Phật, người khổ công dựng lại, đã được các con của người tiếp bước truyền lửa, lan tỏa khắp nơi. Hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước đều có Phật tử Nguyên Thủy Chân Như. Tổ chức đạo tràng được thành lập, hoạt động đều đặn, nghiêm túc, chặt chẽ. Đặc biệt, có một số địa phương đã được các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp ra văn bản thông báo đến tận cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho Phật tử Nguyên Thủy Chân Như sinh hoạt, tu tập theo giáo pháp của Phật. Rất nhiều Phật tử đã làm chủ được sinh, già, bệnh. Gia đình yên ổn, an vui, hạnh phúc, mọi sự tốt lành. Đó là tấm lòng thành kính nhất, thiết thực nhất mà họ dâng lên để tri ân công lao to lớn như trời biển đối với trưởng lão Thích Thông Lạc. Kính thưa Thầy Thích Mật Hạnh, Viện Chủ Tu Viện Chân Như, kính thưa các quý tăng, ni và các quý Phật tử, kính thưa các quý vị đại biểu, hôm nay các quý tăng, ni và cư sĩ Phật thị Nguyên Thủy Chân Như ở khắp mọi miền đất nước lại hội tụ về vùng đất linh thiêng này, ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đón chào ngày đầu tiên của năm mới 2019 an bình, và tổ chức lễ tưởng niệm 6 năm ngày Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc nhập Niết Bàn. Trước giờ bắt đầu buổi lễ, ban tổ chức kính mời Thầy Viện Chủ cùng toàn thể các quý vị đứng dậy đảnh lễ Đức Phật và Đức Trưởng Lão. Xin kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Nam mô Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Kính mời quý vị an tọa. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni Tự Viện Xa Gần, kính thưa các quý vị đại diện cho chính quyền, cơ quan đoàn thể, trung ương và địa phương, kính thưa các quý tăng ni và các quý Phật tử trong và ngoài nước, Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, người thầy tôn kính của chúng ta lúc tại thế, vẫn thường nhắc nhở từ bi đón nhận Phật tử thuận duyên về nơi đây để được thọ hưởng từ trường an tịnh, được thấy như thật sự tu tập giải thoát mà người đã khổ công dựng lại, nền đạo đức, nhân bản, nhân quả của Đức Phật Thích Ca. Ngày này 6 năm về trước, người nhập Niết Bàn với tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Công ơn của Thầy thật lớn lao, như trời, như biển kể xiết bao, Thầy dựng lại nền chân chánh pháp, mất mấy ngàn năm rất tự hào. Ngày này hàng năm, những người con của người từ khắp mọi miền đất nước và nước ngoài đều quy tụ về đây, nơi mà người đã được sinh ra, lớn lên, tu tập chứng đạt chân lý và nhập Niết Bàn, để cùng nhau tri ân công đức như trời biển của người bằng kết quả tu tập của mình. Cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, tạo duyên cho mọi người về với chánh pháp của Phật. Hàng tứ chúng phải đoàn kết, phải hành trì giới luật, cùng hướng về chánh niệm Phật Pháp theo ước nguyện của người. Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019, những người con của người lại được về nơi đây dâng những nén tâm hương tri ân lên Thầy, truyền tải thông điệp của Đức Phật về hòa bình, từ bi, trí tuệ, tình thương, sự chia sẻ đối với mọi người và tiếp nối triển khai nền đạo đức toàn cầu làm lợi ích cho dân, cho nước, cho nền hòa bình bền vững trên hành tinh này. Đó là nền đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh. Về sự lễ tưởng niệm, con xin trân trọng giới thiệu Thầy Thích Mật Hạnh, Viện Chủ Tu Viện Chân Như chủ trì buổi lễ.
Con xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Thanh, trưởng ban tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Con xin giới thiệu Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Vương Hồng Ân, trưởng phòng dân tộc tôn giáo Ban dân vận tỉnh ủy Tây Ninh. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Vĩnh Thế cùng phu nhân, Phó trưởng phòng Ban tôn giáo tỉnh Tây Ninh. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Linh, huyện ủy viên, Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bàng. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Đình Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bàng. Xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Văn Liệu, Phó trưởng phòng nội vụ huyện Trảng Bàng. Xin trân trọng giới thiệu đại diện công an huyện Trảng Bàng. Xin trân trọng giới thiệu ông bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Diệu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Cùng trong xã Gia Lộc còn có bà Tạ Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Lộc. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Quang, trưởng ấp Gia Lâm. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Nhậu, Bí thư chi bộ ấp Gia Lâm. Về dự còn có các Phật tử của các đoàn trong cả nước, gồm đoàn Phật tử An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, thành phố Nghĩa Lộ. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn tất cả các đoàn Phật tử đã về dự. Rất vinh dự cho ngày lễ của chúng ta. Năm nay chúng ta lại được đón tiếp Hòa Thượng Thích Niệm Thới, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh và một số quý thầy đi cùng. Về phía các đoàn Phật tử nước ngoài, có bà Phước Hiếu Phật tử đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, thầy Thích Trân Giác đến từ Hoa Kỳ, quý sư Tăng và đoàn khách đến từ Campuchia, Phật tử đến từ Thái Lan. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, tu viện Chơn Như là cái nôi thánh đạo mãi gắn liền tên người với quả vị A-la-hán thành tựu, người là trưởng lão Thích Thông Lạc. Sau khi Đức trưởng lão nhập Niết Bàn, tu viện Chơn Như do thầy Thích Mật Hạnh được chuyển trao trách nhiệm làm viện chủ, kế thừa truyền thống, duy trì phụng sự Phật Pháp, dẫn dắt Phật tử đi theo chánh Pháp, tiếp nối sự nghiệp đạo Pháp của Đức Phật và Đức trưởng lão. Mở đầu chương trình buổi lễ, con xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Thích Mặt Hạnh, viện chủ tu viện Chơn Như lên phát biểu khai mạc và ôn lại tiểu sử Đức trưởng lão. Xin được kính mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Trưởng lão Thích Thông Lạc.
Kính thưa các vị tăng ni Phật tử cùng các quý vị đại biểu, các cấp chính quyền, lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đầu tiên tôi xin thay mặt tu viện Chân Như gửi lời quý vị tăng ni Phật tử, các cấp lãnh đạo chính quyền từ trung ương đến địa phương hiện đang tham dự tưởng niệm trưởng lão. Hôm nay tôi gửi lời chào trân trọng thân thương nhất đến với quý vị. Như chúng ta đã thấy, cứ hàng năm vào ngày, Phật tử từ mọi miền đất nước, kể cả ở hội ngoại, không quản ngại đường xá xa xôi về đây để câu hữu, để tưởng nhớ, tưởng niệm Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Điều này nói lên lòng biết ơn sâu sắc, tri ân của tất cả chúng ta đối với Đức Trưởng Lão, một gương hạnh trọn đời hiến dâng cho đạo pháp dân tộc Việt Nam. Ngài đã hết lòng hết sức chỉ dạy cho chúng con biết đâu thế nào là đúng với đạo đức làm người, tu tập thế nào cho đúng với chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà các thầy đã chôn vùi ném bỏ. Chúng con đã sống trong sự vô minh kéo dài bao nhiêu thế hệ, hàng ngàn năm bị quân phương Bắc đô hộ cai trị và áp đặt lên quê hương đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta. Họ đã để lại đầy vẫy sự mê tín như cúng bái, lễ bái, cầu an, cầu siêu, làm cho đất nước chúng ta nghèo lại càng nghèo hơn, đã khổ lại càng khổ hơn. Thầy còn dạy chúng con biết làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống, thậm chí các bệnh hiểm nghèo cũng đuổi ra khỏi thân tâm. Tu viện Chân Như, di sản mà người để lại luôn là nơi dừng lại nền đạo đức, nhân bản, nhân quả. Sống không làm khổ mình, khổ người, không làm khổ tất cả chúng sanh. Nơi đây mãi mãi đi vào dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam và loài người trên thế gian này. Giờ đây muôn ngàn năm sau, ánh sáng của chánh Phật Pháp do Ngài dày công dừng lại luôn hiện hữu trên hành tinh này. Trong từ trường bất động, thanh thản, an lạc vô sự, Ngài vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Kính thưa quý vị, cuộc đời hành đạo của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc trải dài 44 năm đầy gian khổ. Tu viện Chân Như với bao lần dậy sóng, nhưng người vẫn dựng tay chèo lái đưa con thuyền Chân Như cập bến bình yên và ngày càng phát triển. Chánh pháp của Đức Phật Thích Ca mãi mãi trường tồn. Non sông đất nước Việt Nam, đó con người Việt Nam gây dựng, đó là Đức Trưởng Lão đã gây dựng lại nên chánh pháp. Với tăng ni và cư sĩ Phật tử hiện đang thực hành trong và ngoài nước, Đức Trưởng Lão đã để lại cho chúng con biết bao nhiêu kinh sách, pháp thoại chỉ dạy cho chúng con biết sống xả tâm ly dục, ly ác pháp, với tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, biết yêu thương và tha thứ, biết sống hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau bằng ánh mắt thiện cảm, thương yêu, biết sống với tinh thần nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng. Thương kính để tưởng nhớ đến Trưởng Lão, chúng con nguyện quyết tâm tu hành giải thoát, lấy giới luật làm thầy, sống trọn vẹn với tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, xứng đáng là những người đệ tử ưu tú của Người, xứng đáng là người tu sĩ, cư sĩ Phật giáo Việt Nam. Kính thưa quý vị, khi còn trụ thế, Đức Trưởng Lão đã chỉ dạy, nơi đâu còn đau khổ thì ở nơi đó con người còn sống thiếu đạo đức, còn tự làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Nhìn vào thực tế loài người trên hành tinh này hiện nay đang phải đối mặt với biết bao thách thức, khổ đau, chiến tranh, xung đột, bệnh tật, thiên tai, quả hoạn, môi trường bị ô nhiễm mà cấp độ ngày càng tăng chứ không giảm. Muốn vượt qua được nó,
Thầy đã chỉ dạy chúng ta phải sống trong năm các đức hạnh gốc nhân bản và sống người điều lành, thì tất cả nhân quả khổ đau sẽ tan biến khỏi thân tâm ta. Sau cùng, một hạnh kính ơn quý tăng ni Phật tử cùng hướng về tu viện để làm tưởng niệm trưởng lão Thích Thông Lạc. Biết lòng biết ơn sâu sắc vô bờ bến của đức trưởng lão. Nhân dịp năm mới, mặt hạnh kính chúc quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn bất động thanh thản an lạc vô sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô trưởng lão Thích Thông Lạc. Con xin được cảm ơn Thầy Viện Chủ, kính chúc Thầy Viện Chủ thân tâm thường an lạc, tiếp tục chèo lái con thuyền chân như đi đúng đường lối, đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo mà Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã dày công dừng lại. Phật giáo Nguyên Thủy Chân Như mãi phát triển bền vững, góp phần chuyển hóa nhân quả toàn cầu để thế giới được bình yên, mọi người đều được sống bình đẳng, thanh thản và an lạc. Kính thưa các quý vị, nhìn lại bước đường tu tập và thành tựu đạt được trong những năm qua của Phật tử trong và ngoài nước, càng cho chúng ta thấy giá trị và ảnh hưởng của chánh pháp Phật ngày càng được lan tỏa rộng khắp trong cả nước và trên toàn cầu. Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, người đã dựng lại giáo pháp của Phật, đang được những người con của Thầy tự thắp đuốc mà đi, làm sống lại chánh pháp Phật theo ước nguyện chỉ dạy của Thầy. Nhiều chùa đã có những chuyển đổi cả về hình thức và nội dung quản lý tu tập. Các tu sĩ dành nhiều thời gian hơn cho chuyên tâm tu hành theo chánh pháp Phật giáo Nguyên Thủy. Mối quan hệ giữa tu sĩ với cư sĩ Phật tử và nhân dân là cầu nối về đạo pháp. Các hoạt động hướng dẫn tu tập, chia sẻ chánh pháp Phật, giáo dục đạo đức nhân bản nhân quả trong nhà chùa được các vị trụ trì coi trọng. Nhà chùa đã bỏ nhiều những hoạt động như xem oan gia cháy chủ, cúng sao giải hạn, cầu an, cầu siêu, xem ngày giờ tốt xấu, dựng vợ gả chồng, được nhân dân và các cấp chính quyền, đoàn thể, địa phương đồng tình ủng hộ, tạo nếp sống văn hóa an bình trong đời sống xã hội. Như cấp chùa, chùa Đại Minh, Thanh Hà, Hải Dương, chùa Ngọc Thanh, Đông Triều, Quảng Ninh, chùa Hương Hải Thiền, Gia Lâm, Hà Nội, chùa Lao, Yên Dũng, Bắc Giang và ở nước ngoài của các chùa, chùa Chánh Giác, bang Alabama, Hoa Kỳ. Nhiều chùa khác đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Phật tử tu viện Chơn Như về tu tập và chia sẻ Phật Pháp như chùa Pháp Vân, Hà Nội, chùa Ngâm Mạc, Bắc Linh, đền Vua Trần, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh và một số chùa khác ở Yên Bái, Phú Thọ. Hàng cư sĩ của tu viện Chơn Như đã phát triển rộng khắp ở tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc và cả nước ngoài, gặp được chánh pháp, người người chuyên cần tu tập trong đời sống thường ngày ở mỗi gia đình, giữ gìn năm giới, sống 10 điều lành, từng bước tu tập theo giáo pháp mà người đã chỉ dạy dưới sự hướng dẫn của Thầy Viện Chủ tu viện Chơn Như và của các tăng ni đang tu tập theo chánh pháp Phật. Nhiều cư sĩ đã làm chủ được những căn bệnh hiểm nghèo, sự mê tín dị đoan trong đời sống sinh hoạt hàng ngày đã được loại bỏ dần từ trong mỗi gia đình Phật tử. Người người tâm lành tính thiện, gia đình hòa hợp an vui, đạo đức Phật giáo, nền đạo đức nhân bản nhân quả lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần to lớn cho xã hội an lành vì nền hòa bình bền vững trên toàn cầu. Về tới nơi đây, các Phật tử, người từ thành phố, người từ nông thôn, người từ những vùng xa xôi hẻo lánh, người đến trước, người đến sau đã kịp cùng nhau hội tụ, chia sẻ kết quả tu tập ngay liền trong những ngày qua với nhiều nội dung và hình thức khác nhau, người người đều hoan hỷ. Hôm nay, Ban tổ chức xin tiếp tục giới thiệu một số Phật tử đại diện cho mỗi vùng miền trong cả nước và nước ngoài được bày tỏ tri ân Thầy tại Tổ đường với nội dung mà Thầy đã chia sẻ sau khi dự Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 8 10 năm về trước. Kính thưa các quý vị, cách đây 10 năm, Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 8 tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội, Việt Nam. Trong hội thảo chuyên đề của đại lễ, Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã chọn đề tài xung đột và chiến tranh và nêu vấn đề bằng một câu hỏi trong đại lễ. Những pháp gì cụ thể, thiết thực của Đức Phật để ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh?
Vấn đề được nêu ra của Đức Trưởng Lão đã chưa có câu trả lời trong hội thảo của các nhà đại diện Phật giáo Liên Hợp Quốc. Nhưng những người con Phật tử Nguyên Thủy Chơn Như đang thực hành chánh pháp tinh tấn theo chỉ dẫn của Thầy, minh chứng cho vấn đề được nêu của Thầy đã có lời giải đáp. Năm 2019 này, lần thứ ba, Đại lễ Phật đản quốc tế sẽ được tổ diễn ra tại Việt Nam. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Thầy Thích Chơn Giác, trú xứ tại Chùa Chánh Giác, thành phố Mobile, tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ, lên tri ân sách tấn Phật tử Nguyên Thủy tu viện Chơn Như tu tập chánh pháp và cung cấp những thông tin về Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc năm 2019 tổ chức tại Việt Nam chúng ta. Con xin kính được mời Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Kính thưa Thầy Viện Chủ Tu Viện Chơn Như. Kính thưa Chư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa đại diện các cấp chính quyền hiện có mặt trong buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý Phật tử khắp mọi miền đất nước cũng như ngoài nước đã về tham dự buổi lễ. Kính thưa quý vị, lễ tưởng niệm lần thứ 6 ngày 2 tháng 1 năm 2013, ngày 3 tháng 1 năm 2019, ngày Đức Trưởng Lão Thích Tông Lạc nhập diệt, được sự sắp xếp của ban tổ chức. Chúng tôi xin có những lời phát biểu như sau. Đạo Phật, đạo từ bi bình đẳng, trí tuệ sanh ban rải tình thương, năm giới đức làm người học Phật, mười điều lành rèn luyện thân tâm, đạo đức nhân bản là nền tảng, thấu suốt nhân quả phải trao dồi, xung đột chiến tranh đâu còn nữa, hòa bình hạnh phúc đến muôn nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi muốn mượn những lời trong ý thơ này để nói lên tâm tư và ước nguyện của chúng tôi. Mặc dầu nhận biết bản thân mình làm thơ không có niêm luật, hồi tưởng lại cách đây 10 năm ngày Đức Trưởng Lão tham dự Đại lễ Vê-sát Thế giới năm 2008 được tổ chức tại Mỹ Đình, Hà Nội. Trong buổi lễ hội thảo, Thầy đã chọn đề tài xung đột và chiến tranh. Sau khi trở về lại tu viện, trong buổi lễ nói chuyện với tu sinh tại giảng đường Nam ngày 18 tháng 5, 2008, Thầy có đem câu chuyện đi dự đại hội kể lại cho tu sinh nghe. Quý Phật tử nào chưa nghe, có thể đánh vào một tìm kiếm trên YouTube Trưởng Lão Thích Tông Lạc nói về Đại hội Phật giáo Thế giới và tương lai năm 2008, hoặc Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Tông Lạc với Đại lễ Vê-sát 2008. Kính thưa quý vị, những sự việc đã và theo thời gian đi qua, nhưng những lời tâm huyết của Thầy vẫn còn văng vẳng đâu đây, chúng tôi nói riêng và trong tất cả chúng ta nói chung. Phải luôn luôn khắc cốt quy tâm bài học đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Một điều mà chúng tôi rất vui mừng là được tin năm nay Đại lễ Vê-sát Liên Hợp Quốc 2019 lại được tổ chức tại Việt Nam. Vui mừng ở đây là chúng tôi đọc trên bản tin điện tử Đại lễ Vê-sát 2019 là truyền tải thông điệp của Đức Phật về hòa bình, từ bi, trí tuệ, tình thương, sự chia sẻ đối với mọi người. Và cũng trong một bản tin, hội nghị trù bị cũng đã trao đổi các vấn đề xung quanh chủ đề chính của Đại lễ Vê-sát 2019, đó là cách tiếp cận Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm
cùng chia sẻ vì xã hội bền vững, sự lãnh đạo có chánh niệm vì hòa bình bền vững, cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững, cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu, cách tiếp cận của Phật giáo về cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Phật giáo, cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nghe hoặc đọc được những tiêu đề trên, chúng ta sẽ có một sự suy nghĩ như thế nào? Là người con Phật phải làm gì? Phải thực hành như thế nào để đem lại sự an vui, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước thanh bình? Hay ngồi đó, nhìn đó, rồi cầu nguyện một đấng thần linh nào đó để ban vui cứu khổ? Xin thưa, nó không có thực tế. Lời dạy của Đức Trưởng Lão chúng ta có còn nhớ không? Chỉ có học và hiểu đạo đức nhân bản nhân quả, chỉ có sống năm giới đức làm người, thực hành 10 điều lành, phải thông suốt, phải trao dồi và thực hành, thì đem nền đạo đức đến muôn nơi, gia đình hòa hợp sống thảnh thơi, từ bi trí tuệ tình thương đến, xung đột chiến tranh chấm dứt thôi, Việt Nam thế giới bình an mãi, người vật hân hoan thật là vui. Kính thưa Thầy Viện Chủ, kính thưa Chư Tôn Đức, Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị quan khách, trước khi chấm dứt lời phát biểu hôm nay, chúng tôi xin quý Ngài hoan hỷ cho chúng tôi vài phút có đôi lời chia sẻ cùng các bạn đồng Pháp Nguyên Thủy Chân Như. Thưa các bạn đồng Pháp Nguyên Thủy Chân Như, chúng tôi cũng như các bạn cũng là con một nhà, là đệ tử của Đức Trưởng Lão. Với bản thân chúng tôi hôm nay xin thưa rằng, thứ nhất, luôn luôn vững niềm tin chánh pháp nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca và niềm tin với Đức Trưởng Lão, một vị ân sư đã dựng lại nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, có pháp hành thực tế và cụ thể, rõ ràng, không mơ hồ, trừu tượng. Thứ hai, luôn luôn trao dồi lòng yêu thương, thực hiện tinh thần đoàn kết. Đây thực sự mới chính là nền tảng tránh đi sự xung đột với bạn đồng tu, nói riêng và nói chung đối với tất cả mọi người. Thứ ba, luôn luôn biết xấu hổ và sửa sai, đồng thời sách tấn cho nhau trên bước đường tu tập, không đố kỵ, hơn thua, tị hiềm, ganh ghét nhau. Kính thưa Thầy Viện Chủ, kính thưa Ban Tổ chức, kính thưa các bạn đồng Pháp Nguyên Thủy Chân Như, chúng tôi xin thưa trước rằng những lời phát biểu tiếp theo dưới đây, nếu làm mất thời gian hay không hợp với tiêu đề, Ban Tổ chức có quyền cắt bỏ cho phù hợp với chủ đề buổi lễ. Chúng tôi xin Thầy Viện Chủ cùng quý vị hoan hỷ cho. Bài phát biểu ngày hôm nay được viết cách đây hơn một tháng, nhưng trước khi về Việt Nam, chúng tôi có chia sẻ cho một Phật tử Nguyên Thủy Chân Như cũng đang sống ở một tiểu bang tại Hoa Kỳ. Phật tử này gọi điện thoại và nói, Thầy ơi, Thầy có thể cho con được nói lên vài lời trong bài phát biểu của Thầy không? Chúng tôi trả lời được, con cứ nói. Phật tử rất mừng và nói, lời nói đầu tiên của con là xin chuyển lời kính chúc Thầy Viện Chủ cùng đại chúng và tất cả quý quan khách có mặt trong buổi lễ tưởng niệm 6 năm ngày Đức Trưởng Lão nhập viện luôn luôn khỏe và an lành. Tiếp theo, một lời văn mộc mạc mà trước kia hơn 10 năm, Đức Trưởng Lão đã nhìn đặc tướng của Phật tử này và khuyên cố gắng tu sửa và học thêm để sau này góp phần vào việc hộ trì chánh pháp. Những lời nói của Đức Trưởng Lão sau hơn mười mấy năm không sai trật. Chúng tôi xin đọc tiếp nguyên văn. Đức Phật là vị vua tương lai mà Ngài còn từ bỏ và đầu trần chân đất đi xin ăn để biểu tượng cho cuộc sống đạm bạc thanh bần, hòa đồng với mọi người và chúng sanh. Đức Trưởng Lão có rất nhiều Phật tử có thể cung cấp cho Ngài các thứ, nhưng không, Ngài đã từ chối, từ bỏ sống với đời sống thiểu dục tri túc. Ngài đã dựng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đã chứng minh những lời gốc Phật dạy cho chúng ta, đó là dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh, thực hiện năm giới đức và 10 điều lành là giải thoát, là an vui, hạnh phúc. Còn bây giờ,
đây sau 6 năm vắng bóng Thầy, trong số chúng ta đã làm được gì đây? Hay lại cứ mãi chạy theo để tìm người tu chứng như Thầy để làm gì? Hãy thử nhìn lại trong số chúng ta, 5 cái đức làm người và 10 điều lành đã được bao nhiêu vị thực hiện trọn vẹn? Hay cứ mãi chạy lanh quanh lẩn quẩn trong cái vòng tìm người tu chứng? Xin hãy buông xuống đi, hãy học và sống trên tinh thần đạo đức nhân bản nhân quả và cùng nhau tiếp nối thắp sáng nền đạo đức khắp mọi nơi. Trước khi chấm dứt bài phát biểu ngày hôm nay, chúng tôi xin thưa, muốn tránh đi sự xung đột và chiến tranh, muốn có một gia đình hòa hợp, muốn có nền giáo dục đạo đức được lan tỏa, muốn có một đất nước hòa bình bền vững, thì chúng tôi xin mong các bạn đồng pháp đừng phụ công ơn giáo dưỡng của Đức Trưởng Lão. Kính chúc toàn thể đại chúng thân tâm luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Kính chúc quý vị quan khách một năm mới luôn luôn an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Trưởng Lão Thích Tôn Lạc. Ban tổ chức xin được cảm ơn những lời tri ân của Thầy và tri ân của Phật tử đến từ Hoa Kỳ đã gửi Thầy chuyển lời tới đại lễ. Kính thưa quý vị, niềm tin vững chắc vào nền đạo đức nhân bản nhân quả đã giúp cho nhiều Phật tử tuổi đời còn trẻ tinh tấn tu tập đúng chánh pháp Phật, đạt được những thành tích tốt đẹp, là tấm gương sáng về việc đóng góp cho nền giáo dục đạo đức xã hội. Xin trân trọng giới thiệu cư sĩ Nguyễn Trọng Hiệp, đại diện thế hệ trẻ Phật tử Bắc Ninh lên phát biểu tri ân. Xin mời cư sĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Đức Trưởng Lão Thích Thông Nạc. Kính thưa Thầy Thích Mặt Hạnh, viện chủ tu viện Trơn Như. Kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa quý đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể đại chúng. Ngày hôm nay chúng con có mặt tại đây để tưởng nhớ lần thứ 6 ngày Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc hướng tâm tịnh chỉ hơi thở, xả bỏ thân tứ đại, tự tại ra đi vào cõi Niết Bàn. Lời đầu tiên, cho phép con xin gửi tới quý thầy, quý cô, quý đại biểu khách quý cùng toàn thể đại chúng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành tựu trên mọi lĩnh vực công tác. Con tên là Nguyễn Trọng Hiệp, năm nay 25 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Pháp danh là Thích Minh Đạo, nghề nghiệp là kỹ sư cơ khí. Hôm nay con xin trình bày bài viết của con với chủ đề Kiên trì rèn luyện đạo đức, mãi mãi theo dấu chân người. Kể từ khi được làm đệ tử của Đức Trưởng Lão, chúng con nhận thức rằng cuộc đời chẳng có gì là ta, là của ta, chỉ là một chuỗi ngày dài vô thường, đau khổ. Chỉ có tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự là cứu cánh giải thoát ra khỏi tai ương, hoạn nạn và đau khổ của kiếp sống làm người. Là đạo đức thương mình, thương người mà chúng con cần kiên trì rèn luyện và hướng tới. Thật may mắn cho chúng con và những người đã tìm thấy con đường đạo đức nhân bản nhân quả do Đức Trưởng Lão đã dày công dựng lại và được người hết lòng, hết sức đem kinh nghiệm thực chứng truyền dạy để tự thân chúng con vươn lên sống thiện, sống làm người có đạo đức với mình, với người khác và mang lại những giá trị thiện lành cho cuộc sống thêm nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Qua tìm hiểu nhiều hệ tư tưởng dẫn dắt con người từ Đông qua Tây, con nhận thấy người phương Tây rất khát khao nhận thức và chinh phục thế giới xung quanh. Chính nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều nhà bác học làm thay đổi cuộc sống về vật chất của con người, có thể kể đến như Newton, Galileo, Darwin. Trong số đó, con ấn tượng nhất với Albert Einstein, một bộ óc vĩ đại của thế kỷ 20, người phát minh ra thuyết tương đối. Ông đã từng khẳng định, đỉnh cao của khoa học hiện đại là bước khởi đầu của Phật giáo. Trong thời đại văn minh, vật chất và thành tựu khoa học công nghệ phát triển như ngày hôm nay, đáng lẽ cuộc sống của con người phải ngày càng hạnh phúc hơn. Nhưng không, những nơi phát triển nhất lại là nơi con người đau khổ nhiều nhất. Để làm rõ hơn, con xin trích dẫn những lời nói cuối cùng của Steve Jobs, người làm ra iPhone chấn động thế giới. Ông nói rằng, tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác,
cuộc đời tôi là biểu tượng của thành công. Tuy vậy, phía sau công việc, tôi có rất ít niềm vui. Tài sản của tôi cuối cùng cũng bình hóa với tôi. Trong lúc này, trên giường bệnh, hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi tự cao tự đại về tài sản, nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước tử thần, trước cái chết. Trong bóng tối, khi nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của máy dưỡng khí, tôi cảm nghiệm được hơi thở của tử thần rất cần kề. Bây giờ tôi mới hiểu thấu, nếu một lần bạn đã có tiền đủ cho cuộc đời của mình, bạn hãy theo đuổi một mục đích khác, không liên quan đến tiền bạc, nên tìm một điều gì quan trọng hơn, ví dụ lịch sử tình yêu nhân loại, ước mơ trẻ thơ. Đừng ảo tưởng về tiền tài danh vọng như tôi đã làm trong suốt cuộc đời, nhưng không thể đem theo tôi được. Đừng làm nô lệ cho vật chất giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi. Khi nghiên cứu kinh sách và bước những bước chân đầu tiên theo dấu chân Đức Trưởng Lão, con thấy nhận định của nhà bác học và của nhà tỷ phú rất chính xác, bởi Đức Trưởng Lão đã dạy, Phật giáo không phải là tư tưởng triết học, mà đó là chân lý của loài người, với nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, không làm khổ người, và không làm khổ chúng sinh. Nhưng nếu chỉ có đạo đức nhân bản nhân quả, thì cuộc sống về vật chất của con người không được phát triển, và bởi vậy mà lạc hậu. Nếu chỉ có khoa học công nghệ, con người bị cuốn hút vào vật chất, tham đắm của cải, thường gây đau khổ cho nhau. Chính vì vậy, đạo đức nhân bản nhân quả và khoa học công nghệ phải được trang bị đầy đủ cho con người, thì cuộc sống sẽ hạnh phúc, thế giới sẽ hòa bình, chiến tranh chấm dứt. Vì là chân lý, nên Đức Trưởng Lão dạy phải sử dụng hài hòa cả hai yếu tố, đạo đức và khoa học công nghệ, thì mới quân bình trật tự trên hành tinh này. Nhờ có đạo đức mới đem lại sự bình an, yên vui cho mình, cho người và cho mọi vật. Nhờ có khoa học công nghệ đem lại những phương tiện hữu ích, phục vụ cho cuộc sống con người. Chúng con là thế hệ trẻ, vừa là hiện tại, vừa là tương lai của đất nước Việt Nam, sẽ tư duy và hành động để kế tục xứng đáng, tránh đi vào lối mòn đau khổ như nhà bác học và nhà tỷ phú. Cả cuộc đời chạy theo ảo tưởng danh vọng, vật chất thế gian, khi sắp chết mới bừng tỉnh, không thể mang theo chúng được, chỉ mang theo hai bàn tay trắng đi vào lòng đất và những nghiệp ác tái sinh trầm luân đau khổ trong sáu lẻo luân hồi. Lúc ấy mới thấy giá trị sâu sắc của việc tu tập, sống thiện, sống làm người có đạo đức là của báu nhất trên thế gian và là của để dành cho tương lai. Hôm nay được mang trên mình chiếc áo người cư sĩ, là người học trò bé nhỏ của Đức Phật, Đức Trưởng Lão, chúng con nguyện kiên trì con đường đạo đức giải thoát, thường xuyên trau dồi đức hiếu sinh đa hướng, nỗ lực triển khai chi kiến giới luật đức hạnh nhân bản nhân quả, hàng ngày sống không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh, bằng đức hiếu sinh đa hướng. Bất cứ ác pháp nào đến đều đem lòng yêu thương và tha thứ, thân hành, khẩu hành, ý hành để hóa giải. Có như vậy mới thiết thực thương mình đúng cách và trao lòng yêu thương chân thật giải thoát đến mọi người. Ý thức được trách nhiệm và bổn phận của người cư sĩ là sống có đạo đức, sống đúng năm giới đức làm người, hành trong 10 điều lành, sống với đức cần lao buông xả, siêng năng làm việc, cùng chia sẻ lặng nhọc với mọi người. Mỗi phút, mỗi giây luôn chia sẻ đỡ đần công việc giữa ông, bà, cha, mẹ, anh chị em đùm bọc lẫn nhau, giúp nhau trong học tập cũng như trong nghề nghiệp, cùng đồng chí hướng đạo đức giải thoát, sách tấn tu tập, vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống nhờ chi kiến giải thoát đức hiếu sinh, bằng hành động thương mình, thương người, hành động cung kính, êm ái, nhẹ nhàng, ngôn ngữ ôn tồn, nhã nhặn, ái ngữ, êm dịu. Chúng con hướng tới cuộc sống giản dị, không chạy theo dục lạc thế gian, với phương châm làm việc trong đạo đức cần lao hiếu sinh, lợi mình, lợi người. Trau dồi đức hạnh từ bi hỷ xả, để lòng yêu thương chân thật luôn có mặt và ngự trị trong tâm hồn chúng con, và biến thành những hành động sống có đạo đức, không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh, biến cuộc sống trên thế gian này thành thiên đàng cực lạc cho thế hệ trẻ chúng con. Đó là điều con ước nguyện và cũng là lời tri ân thiết thực nhất tới Đức Phật, Đức Trưởng Lão tôn kính. Con xin kính chúc toàn thể quý vị luôn mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc.
Con xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Lạc Các Đại Chứng Minh. Xin được chúc mừng những kết quả tu tập của cư sĩ, mong rằng các Phật tử tích cực tu tập, xây dựng và chia sẻ nền giáo dục đạo đức nhân bản nhân quả, làm tấm gương sáng, đóng góp cho nền giáo dục đào tạo nước nhà, hướng tới xây dựng nền giáo dục đạo đức toàn cầu vì một xã hội bền vững. Kính thưa quý vị, một người sinh ra, lớn lên ở vùng đất một thời bom đạn, chiến tranh, khói lửa ngút ngàn, tư tưởng mang nặng, mê tín, dị đoan, đã từng tu theo pháp cầu tha lực, nhưng khi gặp được chánh pháp đã thay đổi một cách toàn diện trong gia đình. Xin trân trọng kính mời và giới thiệu cư sĩ Lương Thường thay mặt cho đoàn Phật tử Quảng Trị lên phát biểu tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Kính thưa Thầy Mật Hạnh, Viện Chủ Tu Viện Chân Như, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quý Phật tử nguyên thủy đến từ mọi vùng miền quê hương đất nước và nước ngoài có mặt trong buổi lễ hôm nay. Con là Phật tử đến từ Quảng Trị, là người đầu tiên, cũng là người con của tu viện Chân Như sinh sau đẻ muộn. Hôm nay con có mặt ở đây, con vô cùng hạnh phúc được ban tổ chức cho phép phát biểu cảm tưởng nhân lễ tưởng niệm lần thứ 6 ngày nhập niết bàn của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Con xin tự giới thiệu về mình. Con tên là Lương Thường, 61 tuổi, nguyên quán Triều Hoa, Triều Phong, Quảng Trị, cách thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm là 5 cây số. Hiện nay con thường trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đường 9 Nam Lào Khe Sen, giáp với đất nước bạn Lào. Kính thưa quý vị, tổ tiên chúng con sớm giác ngộ Phật giáo và truyền thừa cho đến nay. Hiện tại gia đình nội ngoại hai bên có 5 tu sĩ, trong đó có 3 vị đã trụ trì ở các chùa. Gia đình chúng con cũng như bao gia đình Phật tử khác, muôn rằm tứ quý cũng lên chùa lễ Phật, cầu mong cho gia đình gia đạo bình an hạnh phúc. Ngày mẹ con mất, mặc dù gia đình khó khăn, nhưng con vẫn phải nhờ thầy chùa về làm lễ tụng niệm, cầu an, cầu siêu, tiêu tốn tới 160 triệu đồng, trong đó có 34 triệu tiền hoa. Xong ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, cuộc sống của gia đình chẳng có gì thay đổi. Việc cầu tha lực, xin xăm bói quẻ, phóng sanh cũng dường hao tiền tốn của. Trong khi gia đình rất khó khăn, nhưng con phải nhờ thầy chùa về làm lễ tụng niệm cầu an, cầu siêu, tiêu tốn tới 160 triệu đồng, trong đó là có 34 triệu tiền hoa quả. Bệnh vần bệnh, khổ vần khổ, tham vần tham, sân vần sân, si vần si, không những không giảm mà còn tăng thêm. Thậm chí người hướng dẫn cho mình tu tập mà còn tham sân si, vẫn còn nặng nề về tiền bạc, ngôi vị như vua chúa. Nay ngồi ngầm lại, thật là ngán ngầm sự đời, thấy mình vô mi quá. Kính thưa quý vị, từ đó trong con hàng ngày đến chùa, nhưng niềm tin vẫn có một khoảng trống. Tham gia cho có phong trào mà thôi, nếu có bỏ thì họ cho là mình là người phản đạo, nếu đi thì chẳng mang lại lợi ích gì, thôi thì đành liều nhắm mắt đưa chân, hò sao mình vậy. Thế rồi nhân duyên con gặp được chánh Phật pháp. Đầu tháng Giêng năm 2018, con đi cúng cầu an cho một gia đình Phật tử.
con gặp được một Phật tử người miền Nam và họ nói cho con biết là tụng kinh là đạo Bà La Môn chứ không phải là đạo Phật đâu. Pháp Phật là pháp hành tự lực chứ không cầu cúng gì cả. Con hỏi vì sao anh biết và căn cứ vào đâu? Anh ấy bảo anh về tìm trên YouTube đường về sư Phật của trưởng lão Thích Tông Lạc thì sẽ rõ. Trưa đó khi cúng xong, con không ăn mà chạy về nhà xem cho bằng được. Con mừng quá đem chuyển kể lại cho gia đình cùng biết. Từ đó ngày đêm con tìm hiểu về pháp của trưởng lão, về cuộc đời và đạo nghiệp của ngài. Ngài đúng là một bậc minh sư không ai sánh bằng. Con đã đọc đường về sư Phật 10 tập, 37 phẩm trợ đạo, 12 cửa vào đạo, tứ diệu đế và bát chánh đạo, linh hồn không có. Con thấy đây mới đúng là chân lý của Phật giáo. Con đã xem qua trên YouTube 5 lần lễ tưởng niệm ngày ngày chủ động nhập Niết Bàn, có sức lan tỏa đến với Phật tử trong cả nước. Qua 2 tháng tìm hiểu pháp Phật do ngài khổ công dựng lại, gia đình con đã quyết định tu theo pháp môn của ngài và không lên sinh hoạt với chùa nữa. Nhưng việc con cần làm ngay tại gia đình, tín ngưỡng nhân gian con dẹp bỏ hết, như tiên sư bổn mạng, nam nữ, ông công, ông táo, ông địa, thần tài, ngay cả Phật tượng cũng dẹp bỏ luôn. Gia đình con thờ cả thầy có 24 bạch nhang, hương hoa bông trái hàng tháng phải tiêu tốn đến 800 đến 1 triệu đồng. Chưa tính tiền hàng tháng 14 rằm 30 mùng 1 mua cả phóng sanh, không mang lại lợi ích gì mà còn hao tiền tốn của. Nay trên bàn thờ được sắp xếp lại gọn gàng, trên tủ ở căn giữa nhà của gia đình thờ tượng bổn sư Thích Ca Mâu Ni và tượng đức trưởng lão Thích Tông Lạc. Phía sau nhà là thờ tổ tiên ông bà, ngăn nắp và trang nghiêm thanh tịnh. Về tu tập, con đã phát tâm ăn chay trường và nay đã ăn ngày một bữa thành công. Con một mình tự tìm hiểu kinh sách và tự tu tập, đặt ra cho mình thời khóa đêm cũng như ngày tu tự chánh cần, ngăn ác diệt ác, sinh thiền, tăng tượng thiền pháp. Tối 20 giờ đi kinh hành đường dài, 21 giờ ngồi kiết già lưng thẳng tu định niệm hơi thở, dùng pháp như lý tác ý đuổi ác pháp và đuổi bệnh. 3 giờ sáng ngồi kiết già lưng thẳng định niệm hơi thở, dùng pháp như lý tác ý đuổi ác pháp, đuổi bệnh, đi kinh hành đường dài, định thư giãn. Trên đây, trước đây tính tình của con rất nóng nảy, nói nhiều, tranh cãi, chẳng chịu thua ai. Hễ ai nói trái tai là không chịu được. Nay con hiểu được pháp Phật và cố con tu tập đã xả bỏ hết, tâm luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Về thân bệnh, trước đây con ăn thịt động vật, thân con nặng 70 kg, đi lại khó khăn ì ạch, thường bị âm huyết áp chỉ còn lại 70/80, bị đau khớp đã 6 năm, đi chữa đủ các nơi mà không khỏi, cứ 5-10 ngày lại uống thuốc. Mỗi khi lưng gan đau xé lòng, sau khi con ăn chay trường và tu tập không biến trệ, bệnh của con nay đã lành hẳn. Trên đây là những kết quả sau gần 1 năm tu tập của con. Nhân buổi lễ tưởng niệm này, con xin tri ân lên Đức Phật, Đức Thầy và con xin hứa mãi mãi đi theo con đường của ngài, nguyện tu tập tinh tấn, xứng đáng là người Phật tử nguyên thủy chân như. Cuối cùng, cho con kính chúc quý vị chư tôn đức tăng ni pháp thể khinh an, đạo quả viên thành. Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc quý Phật tử nguyên thủy chân như tâm luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Đức Trưởng Lão Thích Tài Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa quý vị, Bến Tre, một vùng đất quê hương đồng khởi, anh dũng kiên cường trong cuộc đấu tranh chống Mỹ xâm lược. Hình ảnh những người phụ nữ đã đi vào thơ ca với Giang Đức Bến Tre, nay lại tiếp tục trong việc xây dựng đời sống văn hóa trên nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả cho một cuộc sống an bình. Xin trân trọng giới thiệu cư sĩ đại diện cho đoàn Phật tử Bến Tre lên phát biểu tri ân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Trưởng lão Thích Thông Lạc. Kính thưa thầy Thích Mật Hạnh, diện chủ tu viện Chân Như. Kính thưa các quý tăng ni. Kính thưa quý đại biểu cùng các bạn đồng tu hai miền Nam Bắc. Nhân dịp đầu năm mới, con xin thay mặt đoàn Phật tử Bến Tre thành kính gửi tới thầy Thích Mật Hạnh, diện chủ tu viện Chân Như, quý tăng ni, quý đại biểu và các quý Phật tử lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, an lạc, hạnh phúc. Con tên là Nguyễn Thị Kim Quang, pháp danh Thích Nữ Huệ Ngọc. Hôm nay con có đủ duyên lành về dự lễ tưởng niệm lần thứ 6 ngài Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt. Con thành kính dâng nén tâm hương để tỏa lòng biết ơn sâu sắc vị cha lành, vì thương xót chúng sanh mà dốc hết sức lực tâm trí tu hành, tìm ra con đường giải thoát cảnh khổ đau sanh tử luân hồi. Kính thưa toàn thể quý vị, con sanh ra trên quê hương Bến Tre, lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh, gia đình nghèo khó, suốt đời chỉ biết bận bịu lam lũ làm ăn, lo toan gia đình, xoay quanh cuộc sống vật chất. Do vậy, dần dần con bị đắm nhiễm tham sân si cố chấp của đời thường, chẳng biết gì về Phật Pháp. Khi tuổi đã xế chiều, con mới nghĩ lại cuộc đời sao mà nhiều u mê, phiền não đến thế. Muốn tìm đến con đường tâm linh, vì thế con và nhiều chị em rủ nhau đến rất nhiều chùa tu tập trong nhiều năm để niệm Phật cầu an cho gia đình được phước lộc bình an, bệnh tật tiêu trừ. Nhưng rốt cuộc khổ ải vẫn quần khổ ải, phiền não bệnh tật triền miên, con như lạc vào rừng sâu đêm tối, tìm chẳng thấy lối ra. May thay, con được nghe giới thiệu về Trưởng lão Thích Thông Lạc, con được xem văn đĩa và nghe những bài giảng pháp của thầy, thế là con tìm đến tu viện Chân Như. Tiếp thay, khi con về đến tu viện Chân Trừ thì Trưởng lão đã nhập Niết Bàn trước đó 2 năm. Con bùi ngùi xúc động, thấy phước duyên mình quá mỏng. Tuy nhiên, những cuốn sách và băng đĩa mà Trưởng lão đã để lại như ánh mặt trời soi sáng tâm hồn con, dẫn dắt con đi theo con đường chánh pháp, thoát khỏi u mê. Nhờ đó, trí của con mỗi ngày một sáng hơn, tâm của con trở nên thanh tịnh, cuộc sống ngày càng ung dung tự tại. Hôm nay, tưởng niệm lần thứ 6, ngài Trưởng lão nhập diệt, con xin phép được thay mặt anh chị em, đoàn Phật tử Bến Tre, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vị cha lành tôn kính. Lúc tại thế, Trưởng lão đã dạy, con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tự cứu lấy mình bằng sự buông xuống tất cả tham sân si, sống với lòng yêu thương thì mọi sự khổ đau sẽ được hóa giải. Lời dạy đó của Trưởng lão là một bài giáo huấn sâu sắc khắc ghi lại trong lòng chúng con. Tất cả Phật tử đoàn Bến Tre chúng con xin nguyện một lòng giữ đúng giới lực, sống đúng phạm hạnh trong nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ người khổ mình,
và sống không làm khổ chúng sanh. Con xin tin tưởng rằng nếu mọi người đều thực hiện tốt những lời dạy của trưởng lão, ắt sẽ đem lại niềm vui an hạnh phúc cho mọi gia đình và cho toàn xã hội tại thế gian này. Cuối cùng, con xin kính chúc Thầy Viện Chủ, quý Tăng Ni, quý đại biểu, quý Phật tử luôn mạnh khỏe, thân tâm thường an lạc, sống trong tâm bất động, thanh thản, an lạc. Con trân trọng xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Con xin được cảm ơn cư sĩ. Kính thưa quý vị, nhóm Phật tử từ vùng quê Trung Du Bán Sơn Địa Thanh Hóa mới hơn một năm đủ duyên đón nhận những pháp môn mà Đức Trưởng Lão chỉ dạy, đã đoàn kết cầu đạo, cầu pháp, nỗ lực tu tập đạt nhiều thành tích cho bản thân, gia đình, đặc biệt là đã đóng góp xây dựng nếp sống văn hóa trong đời sống hàng ngày của xóm làng, được nhiều người đồng tình ủng hộ. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu cư sĩ Lê Hồng Ngân, pháp danh Thích Nữ Liên Tân, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đại diện cho Phật tử Nguyên Thủy Thanh Hóa lên tri ân Thầy. Xin kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Kính thưa Thầy Thích Mật Hạnh, Viện Chủ Tu Viện Trơn Như. Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa các vị đại biểu Trung ương và các cấp chính quyền địa phương tỉnh Tây Ninh, cùng toàn thể đại chúng. Bốn mùa xuân hạ thu đông qua đi rồi lại tới, thời gian không đợi người đến, cũng không tiễn người đi. Vậy là đã trọn một năm, hôm nay trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm và thanh tịnh, nhưng vẫn thầm kín một nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi. Chúng con, mọi người, mọi Phật tử lại từ bốn phương lại tụ tập về đây để thành kính đảnh lễ Thầy kính yêu của chúng con là Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Chúng con từ về đây vùng đất Phật thiêng liêng của Tổ quốc, nơi đã sinh ra một bậc chân tu chánh đẳng giác, một người thầy vĩ đại có một không hai trên đất nước Việt Nam, nơi đã nuôi lớn và ươm mầm biết bao nhiêu thế hệ sống trong nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Kính thưa các quý vị, con tên là Lê Hồng Ngân, pháp danh Thích Nữ Liên Tấn, ngụ tại xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Hôm nay đủ duyên lành, con được về tu viện Trơn Như, đứng trước Phật, trước Thầy, thay mặt cho đoàn Phật tử Triệu Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung, con xin được tri ân lên Đức Thầy kính yêu. Lời đầu tiên cho phép con xin được gửi lời thành kính sâu sắc tới Thầy Viện Chủ, tới các quý thầy, quý cô, các quý Phật tử và các quý vị đại biểu có một sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, mọi sự như ý. Chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Thưa Thầy kính yêu của chúng con, hôm nay tất cả những người con Phật, con Thầy về đây dự lễ tưởng niệm lần thứ 6, ngày Thầy nhập diệt, chúng con không dâng lên Phật, lên Thầy quà bánh hoa tươi, mà chúng con hội tụ về đây để thành kính đê đầu đảnh lễ dâng lên Phật, dâng lên Thầy năm nén tâm hương và cả một tấm hoa lòng, một trái tim mang bầu nhiệt huyết của sự kính trọng, một nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ chúng sinh mà Phật và Thầy đã dạy chúng con. Thầy kính yêu, thấm thoát đã tròn 6 năm, Thầy vĩnh viễn xa rời chúng con bằng thân xác,
Nhưng đâu đây chúng con vẫn như đang ở bên Thầy. Hơi ấm, giọng nói và nét mặt nhân hậu của Thầy vẫn đang truyền từ trường thiện cho chúng con. Trong từng giây từng phút, Thầy đâu có xa rời chúng con. Phật và Thầy đã dạy, được thân người đã khó, gặp được chánh pháp Phật lại càng khó hơn nhiều. Khó như con rùa mù đi tìm vọng cây ở giữa biển khơi. Thật đúng như vậy. Kể từ ngày chúng con gặp được chánh pháp nguyên thủy mà Thầy đã dày công xây dựng lại, chúng con đã nhận ra rằng đây mới là đường về nhà của mình. Chúng con như người mù, được Thầy thắp sáng lên đôi mắt, đang chìm dưới đáy huyền sâu, được Thầy cứu vớt lên bờ. Chúng con đang bị trôi lăn trong sự đau khổ của sáu nẻo luân hồi vô minh che lấp. Trong vòng lục đạo, đó là mê tín, là dị đoan, suốt ngày tụng kinh niệm Phật cầu tha lực, cầu mãi mà chẳng được gì, thân càng dã rời, tâm càng thêm u tối. Giờ đã được Thầy thắp sáng lên ngọn đèn chánh pháp, khơi dậy lại nền đạo đức nhân bản nhân quả, chúng con đã thoát ra khỏi sợi dây trói buộc đau khổ của kiếp luân hồi. Mới chỉ có 1 năm 4 tháng, chúng con tìm về với đạo Phật nguyên thủy, về với đường lối tu tập của Thầy, chúng con đã thấy giải thoát rõ rệt. Để đến hôm nay chúng con dâng lên Phật, lên Thầy, kết quả mà chúng con đã tu tập được. Kính thưa Thầy, Phật và Thầy đã dạy chúng con, các con tự thắp đuống lên mà đi, ta chỉ là người chỉ lối. Vậy là chúng con đã thấm nhuần lời Phật, lời Thầy, để rồi con tự sắp xếp thời gian tu tập, sao cho đúng pháp và đúng lộ trình từ thấp đến cao. Địa bàn sinh hoạt của chúng con, nói về địa lý, huyện Triệu Sơn chúng con là một huyện bán sơn địa, 2/3 là đồng bằng, 1/3 là miền núi trung du, nên sự đi lại không được thuận tiện cho việc sinh hoạt tập trung. Vì thế chúng con phải chia nhau thành nhiều nhóm nhỏ, nhóm ít nhất là 5 Phật tử, nhóm nhiều nhất là 16 Phật tử, cho tiện sinh hoạt và chia sẻ hàng tháng. Về tổ chức đạo tràng tại gia, chúng con lấy tiêu chí đạo đức hàng đầu, đó là sự đoàn kết thương yêu nhau, sống chan hòa trong bạn đạo để hộ trì chánh pháp. Sau khi ổn định được đạo tràng, chúng con bước vào tìm hiểu môn tu tập. Trước hết chúng con nắm rõ lời Phật và lời Thầy đã dạy. Cái gì chưa thông hiểu thì phải thông hiểu. Cái gì cần trao dồi thì phải trao dồi. Cái gì cần đoạn tận thì phải đoạn tận. Cái gì cần tu tập thì phải cần tu tập. Chúng con được các đạo hữu đi trước coi như cha mẹ, anh chị dìu dắt tận tình. Nhất là chị tổ trưởng, mỗi lúc chúng con gặp khó khăn trong tu tập là chị lại không quản ngại đường xá xa xôi, mưa nắng đến chia sẻ cho chúng con. Trong tháng 5 vừa qua, nhóm Phật tử Bắc Triệu Sơn chúng con lại bảo nhau về chùa Chi Đông, Gia Lâm, Hà Nội để thọ bát con trai, được sư cô Ngọc Huệ Sách Tấn chia sẻ đường lối tu tập. Chúng con luôn ý thức được giữ gìn thân khẩu ý, tu tập trên mọi hành động và việc làm, bởi con đường tu học là để sửa lỗi mình chứ không nhìn lỗi người, giữ gìn nghiêm túc 5 giới cấm, sống 10 điều lành đúng như lời Phật và lời Thầy đã dạy. Chúng con hãy lấy giới luật mà làm Thầy. Về phương pháp tu tập, chủ yếu là chúng con xã tâm, vì chúng con luôn hiểu được rằng con người sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả, chết lại trở về với nhân quả. Vậy nên hàng ngày chúng con luôn nhắc tâm phải từ bỏ tham sân si mạn nghi, ly dục ly ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. Quán thân là vô thường, không có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Kính thưa Thầy, Phật pháp thật vi diệu, chỉ một thời gian ngắn thôi mà chúng con đã thấy con đường giải thoát rõ ràng. Chúng con không còn phải lận đận khổ sở hàng tháng vào ngày rằm và mùng 1 để về chùa tụng kinh nữa, vì đó là con đường ảo tưởng đưa con người đến khổ đau, mà chúng con tu tập tại gia với tâm tỉnh thức tỉnh giác trên mọi chánh niệm. Chúng con đồng loạt bảo nhau thờ phụng đúng chánh pháp. Mỗi gia đình chỉ thờ một bức ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni, ảnh Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc và ảnh Bác Hồ. Phía dưới là bàn thờ gia tiên, đúng như lời Phật đã dạy, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Về mặt gia đình và xã hội, chúng con đã biết sống tùy thuận, bằng lòng và nhẫn nhịn, ít muốn, biết đủ, cho nên chúng con đã có một gia đình ấm cúng và an lạc, được nhiều người thương yêu giúp đỡ, nên việc tu tập của chúng con rất thuận lợi. Chánh pháp của Phật nhanh chóng được lan tỏa, từ chỗ chỉ có 5-7 Phật tử, đến nay đã tăng lên mấy chục Phật tử. Cá biệt có cụ già Lê Thị Nhơ, gần 90 tuổi, cũng ngộ ra chân pháp của Phật,
rất tinh tấn tu tập. Hôm nay cụ cũng có mặt tại lễ tưởng niệm để tri ân Phật, tri ân Thầy. Hoặc là bà Nguyễn Thị Lừng là mẹ của chủ tịch xã, nơi có đạo Chúa Trời hoạt động. Vì chưa hiểu được pháp tu của Phật tử Nguyên Thủy, có người đã gây khó dễ cho nhóm Phật tử Nguyên Thủy. Nhưng bà đã cùng với Phật tử Nguyên Thủy nói cho con trai là chủ tịch xã biết rõ pháp tu của mình là chân chính. Do vậy đã được con trai bà ủng hộ. Thế rồi khi duyên đã đủ thì cái gì cũng thuận. Tháng 8 vừa qua, tổ Phật tử Nguyên Thủy Triệu Sơn Thanh Hóa chúng con nhờ có sự sách tấn của Thầy Mật Hạnh, của Phật tử Thanh Định mà chúng con đã làm trọn vẹn một lễ tang đúng chánh pháp của đường lối Nguyên Thủy trên địa bàn xã Thọ Dân. Một lễ tang không kèn trống, không thầy bùa tụng niệm, không đốt vàng mã, không chọn giờ tốt xấu, đặc biệt là làm toàn bộ cỗ chay. Lễ tang này đã được chính quyền địa phương ca ngợi là một tang lễ mang tính văn hóa cao. Thấy ý nghĩa và lợi ích nên gia đình của người quá cố đã phát tâm quay camera và đưa lên mạng toàn cầu. Kính thưa Thầy, đó là tất cả những thuận lợi mà chúng con dâng lên Phật, lên Thầy với tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc. Trong cái thuận, chúng con cũng gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc. Đó là trong khoảng thời gian tháng 5, tháng 6 của năm 2018, giữa lúc cả nước đang nổi lên đạo Chúa Trời Mẹ, thì ngay trong địa bàn Thanh Hóa chúng con đã xảy ra mấy trường hợp lợi dụng sự cả tin của các sinh viên, của những người dân mê muội đã bị đạo Chúa Trời lôi cuốn. Vậy nên đã gây dư luận xấu đến làm ảnh hưởng đến sự tu tập của các Phật tử tại gia xã Thọ Tân. Không để ảnh hưởng đến đạo Phật Nguyên Thủy, chúng con đã nhanh chóng thiện xảo lập tức đến trình với ông chủ tịch xã, nói lên sự tu tập của nhóm Phật tử, đồng thời gửi kèm theo một số đầu sách của Thầy như Đạo Đức Gia Đình, Lòng Yêu Thương, những lời gốc Phật dạy. Được chính quyền địa phương tham khảo nên sự tu tập của chúng con lại trở lại bình thường. Kính thưa các quý vị, từ khi nhóm Phật tử Nguyên Thủy Triệu Sơn của chúng con được thành lập và hoạt động tu tập đến nay, đó có nhiều sự thay đổi rất đáng kể. Sức khỏe tốt lên, gia đình hòa thuận, con cháu chăm ngoan, học giỏi, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, góp phần làm cho an ninh trật tự ở địa phương luôn được bình yên. Những người con Phật tử Nguyên Thủy Trơn Như được chính quyền và nhân dân tin yêu, quý mến. Những việc làm của chúng con rất đúng và phù hợp với chủ đề của Đại lễ Vesak 2019 sắp tới, tổ chức tại Việt Nam, truyền tải thông điệp của Đức Phật về một thế giới hòa bình, từ bi, trí tuệ, tình thương, sự chia sẻ đối với mọi người, gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững. Để Phật Pháp được trường tồn, đem lại lợi ích cho muôn dân, chúng con xin hứa sẽ cố gắng tu tập hết sức mình để không phụ công ơn của Thầy. Qua đây, chúng con xin có lời đề nghị tha thiết đến cơ quan chức năng của nhà nước quan tâm, nghiên cứu, sớm đưa các nội dung đạo đức của Phật vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục đào tạo từ cấp phổ thông đến đại học để con cháu chúng con sống thương yêu nhau hơn, có trách nhiệm hơn đối với quê hương đất nước. Có như vậy, đất nước mới thanh bình, xã hội mới được hưng thịnh. Giặc ngoại xâm mới không lâm le xâm lược đất nước của chúng ta. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoằng phát về đường lối tu tập gốc nguyên chất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tới các chùa trên mọi miền của Tổ quốc, để mọi tầng lớp nhân dân hiểu được nền đạo đức nhân bản nhân quả, chân lý của loài người. Có như vậy, mọi người sẽ sống tốt hơn, yêu thương nhau hơn, không còn mê tín lạc hậu, Phật Pháp mới được bảo tồn, đất nước mới được hòa bình, nhân dân mới được ấm no hạnh phúc, đúng như lời dạy của Bác Hồ. Gốc có vững, cây mới bền, xây lầu hạnh phúc trên nền nhân dân. Đến đây, con xin được dừng lời, một lần nữa cho phép con được kính chúc Thầy Viện Chủ, các quý tăng ni, các quý Phật tử và các quý vị đại biểu sức khỏe dồi dào, thân tâm thường thanh thản, an lạc và vô sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Ban tổ chức xin được cảm ơn và mong muốn cư sĩ Thích Nữ Liên Tân cùng Phật tử Nguyên Thủy Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, tu tập đúng chánh pháp Phật, có được nhiều tấm gương tu tập điển hình, gia đình hòa thuận, chia sẻ và đóng góp nhiều hơn nữa chánh pháp Phật vào đời sống văn hóa của địa phương mình và toàn xã hội. Kính thưa các quý vị, chương trình tri ân của các Phật tử
đã đến đây chúng ta tạm dừng. Ban tổ chức rất là xin lỗi các bài phát biểu của các cư sĩ vì thời gian có hạn, chúng ta không thể tiếp tục trên tổ đường được, và chúng ta sẽ tiếp tục ở các cái chương trình sau. Xin thành thật là xin lỗi các quý vị. Kính thưa quý vị, rất vinh hạnh trong ngày lễ Phật tử chúng ta được sự quan tâm của Thượng tọa Thích Thanh Huân, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về dự và phát biểu. Xin trân trọng kính mời Thượng tọa. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Giác Linh đức trưởng lão Thích Thông Lạc. Kính bạch trên chư tôn đức hòa thượng thượng tọa, ni trưởng ni sư đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, đại diện cho các cấp chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và toàn thể bà con nhân dân Phật tử. Kính thưa toàn thể đại chúng, được sự cho phép sắp xếp của ban tổ chức, chúng tôi xin có một chút thời gian tại nơi đây để bày tỏ cũng như chia sẻ một chút tâm tình đối với toàn thể đại chúng. Thưa toàn thể quý vị, giáo pháp của Đức Phật có mặt trên thế gian này đã trên 2.500 năm. Giáo pháp của Đức Phật chỉ duy nhất có một vị là vị giải thoát, cứu khổ cho chúng sinh và đem lại lợi ích an lạc. Sự ra đời của Đức Phật đem đến sự an lạc và giải thoát cho số đông, cho chư thiên và loài người. Khi Đức Phật nhập diệt thì chư tổ nịch tương truyền và hoàng hóa đem giáo pháp tới khắp năm châu. Mỗi chúng ta khi có nhân duyên được tiếp cận, được thực hành theo giáo lý của Đức Phật đều đem lại cho chúng ta những lợi ích thiết thực. Có thể nói như trong kinh Đức Phật đã dạy, giáo pháp của Đức Phật không có thời gian đến để mà thấy. Giáo pháp của Đức Phật rất thiết thực, hiện tại và phù hợp với mọi thời đại, mọi lứa tuổi. Đức trưởng lão Thích Thông Lạc là một vị hành giả, là một bậc tôn đức mà tất cả chúng ta có mặt ở đây đều tôn kính Ngài bởi đức tu và bởi tâm nguyện của Ngài đối với đạo pháp, đối với dân tộc và đối với sự trường tồn của giáo pháp của Đức Phật. Những điều mà Ngài tâm huyết đã được thể hiện qua các bộ sách mà ở đây hầu hết quý vị Phật tử đã được đọc, đã được thực chiêm nghiệm và thực hành. Và lời của Ngài cũng chính là những lời của Đức Phật nhắc nhở chúng ta tu tập, không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ cả hai, không làm khổ cho tất cả chúng sinh. Không làm khổ mình, không làm khổ người là một điều mà tất cả chúng ta đều cần phải thực hành, cần phải trân quý và cần phải soi dọi nơi tâm thức của chúng ta trong từng giờ khắc. Trong ý thức của chúng ta, trong tâm tưởng, trong tâm niệm của chúng ta, hạt giống của khổ đau, hạt giống của hạnh phúc đều có sẵn và đều có mặt, luôn luôn hiện khởi trong chúng ta. Nếu chúng ta nhận diện được những hạt giống, những biểu hiện từ nơi tâm ý thức,
đem đến khổ đau cho mình và đem đến cái kết quả không tốt, thì chúng ta dừng lại và mình ngăn chặn không cho những hạt giống đó được phát triển. Và những hạt giống của thiện pháp, những hạt giống của hạnh phúc đem đến an lạc, đem đến hạnh phúc cho mình và cho mọi người, thì chúng ta nhận diện và nỗ lực duy trì phát triển, thực hành tứ chính cần, những thiện pháp chưa phát sinh thì nỗ lực giao cho phát sinh, những thiện pháp đã phát sinh thì chúng ta duy trì phát triển và nuôi dưỡng, những ác pháp đã phát sinh thì chúng ta dừng lại, những ác pháp chưa phát sinh, chưa thực hành thì chúng ta cũng vậy ngăn chặn, thực hành theo tứ tính chính cần, không ngoài đâu khác chính là soi sáng chính bản thân mình, soi rọi chính bản thân mình. Mà một trong những điều mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta qua các bài kinh trong hệ thống Nikaya cũng như các hệ thống kinh điển phát triển về sau, bài kinh Song Tầm Đức Phật cũng chỉ dạy cho chúng ta luôn luôn tìm, luôn luôn soi rọi ở nơi mình, nơi tâm thức của mình, những gì là thiện pháp, những gì lợi ích thì chúng ta thực hiện, những gì là ác pháp, những gì không lợi ích cho chúng ta, không lợi ích cho nhân quần xã hội, cho tha nhân và cho muôn loài thì chúng ta dừng lại, không để cho nó phát triển. Và có thể nói là lời của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã được ghi ở nơi đây, nơi trước tôn tượng của Ngài. Chúng tôi xin đọc. Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, người chọn đời vì đạo, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Đấy là lời mà Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ đã ghi ở nơi trước tôn tượng của Đức Trưởng Lão. Hôm nay chúng tôi có nhân duyên được về nơi đây, chúng tôi rất mừng thấy rằng chúng ta tổ chức nghi thức tưởng niệm Đức Trưởng Lão vô cùng có ý nghĩa và đúng với tinh thần lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta im lặng trong chính pháp, nói năng trong chính pháp, không lãng phí thời gian vào những chuyện không đâu, phù phiếm, không lãng phí cái sinh mệnh của mình khi mà thời gian trôi đi nó không có ích. Quý vị Phật tử đã phát biểu những bài phát biểu trước mà chúng tôi đã được nghe, chúng tôi thấy vô cùng có ý nghĩa, đó là những bài pháp, đó là những sự chia sẻ giáo pháp trong sự việc thực hành tu tập. Và Đức Phật Ngài rất tán dương với sự thực hành và chia sẻ giáo pháp. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi có trụ trì, một trong những chùa chúng tôi trụ trì là chùa Pháp Vân ở thành phố Hà Nội. Và cách đây một vài tháng thì cũng là cái nơi, cái cơ sở cho Phật giáo tu tập theo pháp môn nguyên thủy, được thường xuyên về để thực hành tu tập và chia sẻ Phật pháp. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng quý Phật tử ở các đạo tràng, ở nhiều nơi trong các tỉnh thành, trong cả nước, cho tới các vùng sâu, vùng xa, từ thôn quê đến thành thị, thì chúng ta cũng nương tựa nơi các cơ sở, các chùa chiền, nương nơi các cơ sở tự viện của Phật giáo để chúng ta thực hành tu tập. Và nhờ quý Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, các chùa tạo điều kiện giúp đỡ chúng ta. Ở nơi nào mà chúng ta không có tìm được cái chùa, không tìm được cái cơ sở tôn giáo là Phật giáo để chúng ta thực hành tu tập, thì chúng ta liên hệ với các cấp chính quyền, nhất là địa phương sở tại, để được giúp đỡ
tạo điều kiện. Nhưng tôi nghĩ rằng giáo pháp của Đức Phật và sự thực hành của quý Phật tử đem đến cái lợi ích thiết thực cho bản thân, cho gia đình, góp phần xây dựng một xã hội đạo đức, nhân bản và một xã hội an bình. Thì đấy là cái điều mong muốn chung của Chư Tôn Đức Tăng Ni và cũng là sự hộ trì giúp đỡ của các cấp chính quyền. Và chúng tôi tin tưởng với sự sinh hoạt giữa chúng ta, các Phật tử trong các đạo tràng, với cái chương trình sinh hoạt của mình trong hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng ngày, thì chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ và sự giúp đỡ từ nơi Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như các cấp chính quyền và địa phương sở tại. Thì chúng tôi lên điều này vì vừa rồi ấy, chúng tôi cũng được nghe một Phật tử chia sẻ là có thời gian thực hành tu tập. Các Phật tử ở Thanh Hóa trong thời gian thực hành tu tập thì cũng có những thuận lợi nhưng cũng có những cái khó khăn. Chúng tôi nghĩ là có những cái trở ngại, cái khó khăn ấy, thì là chưa hiểu được nhau. Và mỗi khi chúng ta tổ chức những sinh hoạt gì thì rất cần có sự hiểu biết giữa cái sinh hoạt của chúng ta với chính quyền địa phương sở tại. Chúng ta có thể nếu không có chùa ấy, thì chúng ta nghĩ rằng là sinh hoạt ở nhà văn hóa, ở khu dân cư ấy, thì chính quyền cũng sẽ ủng hộ chúng ta sinh hoạt. Thế thì chúng tôi xin thưa quý vị đôi điều như vậy và cũng rất mong rằng nếu như sau này ở các địa bàn ở thành phố Hà Nội cũng như là các tỉnh thành phía Bắc, nếu quý vị Phật tử khi sinh hoạt có những gì khó khăn vướng mắc thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc là liên hệ với cư sĩ Bắc Tịnh Đức, cư sĩ Tịnh Đức Bắc Tịnh để có cái kết nối với chúng tôi để làm sao cái điều kiện sinh hoạt của các Phật tử nó được tốt đẹp. Và cũng có thể nói là sau này nếu quý vị có điều kiện thì có thể về nơi chùa Pháp Vân, ở nơi đó chúng ta có thể thực hành sinh hoạt và tu tập. Thưa toàn thể quý vị, vì thời gian có hạn cho nên trước khi để ngừng lời và những điều mà chúng tôi muốn được phát biểu thì chúng tôi xin được dừng lại và chúng tôi mong muốn là chúng ta ngồi trong vòng 3 đến 5 phút chúng ta ngồi thư giãn, tập trung nơi tâm ý thức của mình, nơi hơi thở của mình để thực hành những điều gì mà quý vị đã được học hỏi nơi giáo pháp của Đức Phật, những điều gì mà quý vị đã được học hỏi, được sự chỉ dạy ở nơi Đức Trưởng Lão. Do vậy xin kính bạch trên Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni cùng quý vị khách quý và đại chúng xin phép được chúng ta có 3 phút để ngồi trở lại với chính bản thân mình và chúng tôi cũng xin phép được quay trở về nơi dưới ghế ngồi cùng với Chư Tôn Đức Tăng để ngồi tĩnh tâm. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa Thượng Thích Niệm Thới, Phật tử rất là mong muốn được nghe lời phát biểu của Hòa Thượng. Xin kính mời Hòa Thượng lên phát biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Giác Linh, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thông Lạc, Tác Đại Chứng Minh,
Kính thưa Đại Đức Thích Mật Hạnh, trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm hôm nay, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu đại diện các cấp chính quyền và quý đạo hữu tôn giáo bạn cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị, nhận được lời mời của ban tổ chức, trước hết chúng tôi xin thay mặt ban thường trực, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh có đôi lời kính chúc đến chư tôn đức tăng ni, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt hôm nay lời cầu chúc an lành, hạnh phúc và tốt đẹp nhất. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, Hòa thượng Thích Thông Lạc là một vị cao tăng thạc đức trong chốn Tòng Lâm thạch trụ của Giáo hội Phật giáo Tây Ninh. Lúc còn sanh tiền, Hòa thượng luôn luôn với chí nguyện xiển dương Phật pháp chánh truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho tại thế. Song song với chí nguyện cao cả đó, Hòa thượng còn thể hiện là một người con chí hiếu, một công dân tốt, đã góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước. Với tinh thần hộ quốc an dân là chí nguyện xuất trần thượng sĩ, Hòa thượng đã giác ngộ khai sáng dòng thiền tu viện chân như, truyền bá chánh pháp và phương châm như lý tác ý, diệt ngã xả tâm, lợi ích chúng sanh, không làm đau khổ mình, không làm đau khổ người. Nhân dịp lễ tưởng niệm cố Hòa thượng trưởng lão Thích Thông Lạc lần thứ 6 hôm nay, chúng tôi mong mỗi quý vị môn đồ pháp quyến, tu sĩ cũng như là tu sinh, là đệ tử, luôn luôn noi gương theo tinh thần tu học và hành đạo của Hòa thượng để góp phần xây dựng tốt đạo đẹp đời và lưu truyền chánh pháp mãi mãi cho thế gian. Trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin kính chúc chư tôn đức tăng ni được pháp thể khinh an, Phật sự duyên thành. Chúc quý vị đại biểu các cấp chính quyền cùng quý vị đạo hữu tôn giáo bạn và toàn thể quý nam nữ Phật tử được dồi dào sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Cuối cùng, xin kính chúc toàn thể quý vị một năm mới, năm 2019 an khang thịnh vượng, các tường như ý. Xin kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn lời và đoạn kết. Con xin được cảm ơn Hòa thượng Thích Liệm Thới. Được sự đồng ý của Thầy Thích Mật Hạnh, Viện Chủ Tu Viện Chân Như, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu cư sĩ Tịnh Đức lên tri ân Thầy Thích Thanh Huân và Thầy Thích Chân Giác. Xin trân trọng kính mời cư sĩ.
Kính thưa các vị chư tôn đức, hòa thượng, thượng tọa, tăng ni và các cư sĩ Phật tử. Kính thưa các quý vị đại biểu có mặt trong buổi lễ hôm nay. Được Thầy Thích Bất Hạnh, Viện Chủ Tu Viện Chơn Như ủy quyền, tôi lên phát biểu một số ý kiến để tri ân công đức các quý vị. Trước khi vào vấn đề, tôi xin phép được nhận lỗi một số vấn đề. Thứ nhất, MC giới thiệu chức danh của ông Nguyễn Văn Thanh nhầm là trưởng ban tôn giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chứ không phải là ban tuyên giáo. Thứ hai là chắc là do cũng vô thường nói cho nên là mắt cũng chưa được tinh thông lắm, thì giới thiệu Thầy Thích Niệm Thới sau cùng. Rất mong ông Nguyễn Văn Thanh và Hòa Thượng Thích Niệm Thới hoan hỷ cho cái lỗi mà bất đắc dĩ này. Kính thưa các quý vị, sau hơn 2 giờ làm việc, lễ tưởng niệm Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã thành công tốt đẹp. Các bài phát biểu tri ân của Phật tử ba miền đất nước đều toát lên và xuyên suốt trong quá trình tu tập của mình, đó là hướng tới nền đạo đức nhân bản nhân quả. Đúng với tinh thần của đại lễ Vi Sắc 2019, đó là hướng tới một thế giới hòa bình, từ bi, trí tuệ và chia sẻ lòng yêu thương. Bài phát biểu của Thượng tọa Thích Thanh Huân và của Hòa Thượng Thích Niệm Thới, tôi ngồi ở dưới xúc động vô cùng. Tôi không quên một lời nào cả. Cả hai vị chức cao vọng trọng đều đánh giá được. Thứ nhất, về công đức của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã chỉ dạy đúng chánh pháp của Đức Phật. Thứ hai, có lời sách tấn đối với tăng ni, cư sĩ, Phật tử chúng ta. Không gì có thể tốt hơn, cao quý hơn, đó là những lời chỉ dạy đó. Chúng ta nhớ mãi, khắc ghi mãi mãi trong lòng. Nếu được hai vị tôn túc tiếp tục giúp đỡ, ủng hộ, tôi tin rằng Phật giáo Nguyên Thủy chúng ta sẽ không ngừng phát triển và bền vững trong tương lai. Đức Phật đã dạy, cũng như Đức Trưởng Lão đã chỉ dạy, chúng ta gặp nhau ở đây không phải ngẫu nhiên mà đều do duyên nhân quả. Tôi xin mượn một câu thơ của nhà đại thi hào Nguyễn Du để nói về mối thân tình này. Còn duyên may lại còn người, còn vầng trắng bạc
còn lời hôm nay. Chắc chắn Thầy Thích Thanh Huân, Thầy Thích Niệm Thới và tất cả các quý vị đại biểu ở đây sẽ tiếp tục và ủng hộ tu viện Chân Như nhiều, nhiều nữa và nhiều mãi mãi. Nói thì có thể rất dài nhưng mà cũng không hết được những gì mình suy nghĩ về sự quan tâm của các bậc tôn túc, của các vị lãnh đạo chính quyền các cấp. Tôi chỉ có một lời chúc duy nhất, đó là mong cho các vị tôn túc, các vị đại biểu tâm luôn thanh thản, an lạc, vô sự. Chúc tất cả các quý vị Phật tử cư sĩ bốn phương tiếp tục thực hiện lời dạy của Đức Phật, của Đức Trưởng Lão và những lời chỉ dạy hôm nay của Thầy Thích Thanh Huân và Thầy Thích Niệm Thới. Chúng ta tu tập truy rèn đạo đức nhân bản nhân quả, chính là chúng ta đã góp phần giữ gìn mạng mạch Phật Pháp. Đó là chúng ta đã tri ân một cách thiết thực nhất, cụ thể nhất lên Đức Phật và Đức Trưởng Lão. Một lần nữa cho phép tôi được kính chúc Thầy Thích Thanh Huân, Thầy Thích Niệm Thới, tất cả các quý vị đại biểu đã bớt chút thời gian về dự buổi lễ tưởng niệm lần thứ 6 ngày Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc nhập diệt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn cư sĩ. Kính thưa quý vị, sự trường tồn của tu viện Chân Như gắn liền với sự đùm bọc, tình thương yêu, sự tin tưởng, niềm tin vào chánh pháp Phật của nhân dân và cán bộ tỉnh Tây Ninh trong suốt các giai đoạn lịch sử. Về dự với đại lễ hôm nay, cán bộ, chính quyền và các đoàn thể của các cấp trong tỉnh Tây Ninh đã về dự và có quà tặng cho đại lễ. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị, những lời tâm huyết tri ân của Thầy, của Phật tử, sự chia sẻ chánh pháp Phật của Thầy Viện Chủ, những lời phát biểu chân tình, sâu sắc, thiết thực của các quý vị lãnh đạo, các quý vị đại biểu trong buổi lễ càng minh chứng cho con đường tu tập hiện hành này đã và đang đi đúng hướng theo nền đạo đức, nhân bản, nhân quả của Phật. Đây chính là cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì sự phát triển bền vững. Đó là niềm tin bất diệt của Phật tử vào chánh pháp Phật là nền đạo đức, nhân bản, nhân quả của con người trên hành tinh này. Dù con người nào, màu da nào, đất nước nào, không gian nào, thời gian nào áp dụng sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh đều hạnh phúc an vui. Thương yêu nhau, đoàn kết chung tay xây dựng nền đạo đức nhân bản nhân quả là đóng góp công sức cùng nhân loại hướng tới cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu, về sự lãnh đạo có chánh niệm vì hòa bình bền vững. Kính thưa các quý vị, hàng ngàn Phật tử hiện hữu đang ở nơi đây trong lễ tưởng niệm lần thứ 6 ngày người thầy tôn kính nhập niết bàn vẫn đang lặng lẽ trang nghiêm thầm dâng lên người những nén tâm hương với những kết quả tu tập của mình. Giáo pháp mà người đã dựng lại với từ trường bất động, thanh thản, an lạc và vô sự sẽ mãi trường tồn cho những con người con của Phật tiếp tục được thọ hưởng. Từ nơi đây, cái nôi của chánh đạo, tu viện Chơn Như, ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc,
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh này, những người con của Thầy vẫn sẽ bền chí triển khai giáo pháp của Phật mà Thầy đã dựng lại tới muôn người bằng tất cả niềm tin vào chánh pháp Phật, bằng trách nhiệm chia sẻ lớn lao để hướng tới một xã hội mãi mãi bình an trên đất nước này và trên hành tinh này. Xin được tri ân tới các cấp lãnh đạo, các quý vị đại biểu đã hiện diện và đồng hành với Phật giáo Nguyên Thủy Chơn Như trong ngày lễ. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, chung tay xây dựng, vun đắp nền đạo đức và hòa bình bền vững trên toàn cầu. Trước khi kết thúc buổi lễ, kính đề nghị Thầy Viện Chủ cùng các Phật tử và quý vị đại biểu đứng dậy đảnh lễ Đức Phật và Đức Trưởng Lão. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Nam mô Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Nam mô Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Con xin được có lời tri ân tới tất cả quý vị. Con xin chân thành cảm ơn.